Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Vì quý vị viếng chùa lễ Phật đó, thì thầy nhắc nhở một số điều cần thiết sau đây. Thứ nhất, hãy trở thành con chim đầu đàn về Phật pháp. Trong giai đoạn Phật giáo ngừng dòng chảy lịch sử tại miền Bắc từ năm 45 đến 81, thì cái câu thiệu này đó trở nên quen thuộc và có sức tàn phá lớn. Trẻ vui nhà, già vui chùa. Nhận thức sai lầm đó đó đã làm cho tuổi trẻ đó không có cơ hội đến chùa học Phật và tu Phật. Đến tuổi xế chiều, thông thường là U60, 70, người miền Bắc đó mới đi chùa. Và tiếc thay đó, tuổi già thì sống với thói quen đi chùa ở tuổi đó đó, dù có ngộ ra chân lý Phật, việc thay đổi lối sống không phải là chuyện giản đơn. Đang khi chân lý của Đức Phật qua phong cách hành đạo của Đức Phật đó hữu ích cho mọi đối tượng, cộng đồng, giới tính và nhóm lứa tuổi. Như hoàng tử La Hầu La đi tu lúc 7 tuổi. Nhiều bài kinh Đức Phật dạy cho trẻ thơ và thiếu nhi. Cho nên quý vị, mỗi người hãy tình nguyện làm con chim đầu đàn đối với gia đình mình, tức là dẫn người thân, con và các cháu đi chùa từ nhỏ. Thì trong thời Phật giáo thịnh hành ở miền Bắc đó, thì văn hóa này rất là cao quý, bán khoáng con cho Phật. Tức là tuổi lên 3 đó thì đưa con cháu đến, nói là bán khoáng để mong Phật che chở, phù hộ sức khỏe. Nhưng thực ra đó là một hình thức chính thức làm đệ tử Phật. Thì mỗi bà mẹ, mỗi người bà đó nên phát huy vai trò đó. Vì mẹ đó thì đưa sự sống cho con, gần gũi con hơn là người cha. Bà đó thì tình cảm da diết chân thành dành cho các cháu hơn là ông. Nên bằng tình cảm đó, chỉ cần thêm cái tâm dẫn dắt, thì quý vị đã giúp cho cả gia đình mình hưởng được phúc duyên làm Phật tử. Ở tại chùa của thầy đó, thứ bảy, tức là chiều nay hàng tuần á, vào lúc 2 giờ thì có trung bình 400 cháu mầm non và thiếu nhi 3 tuổi đến 12 tuổi đến chùa sinh hoạt, ngồi thiền, tụng kinh, học Phật pháp, học kỹ năng sống, giá trị sống, mục đích sống và lý tưởng sống. Thì các cháu sẽ trở nên ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ, không có bị rơi vào thói hư tật xấu, trở thành người hữu ích cho chính các cháu, cho gia đình và cho cộng đồng về sau này. Điều hai đó, tổ chức lễ cưới tại chùa. Đức Phật Thích Ca là nhà sáng lập tôn giáo giảng về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình nhiều hơn bất kỳ nhà sáng lập tôn giáo nào trên quả địa cầu này. Thì từ năm 1992 đó, khi biên soạn quyển kinh tụng hàng ngày gồm có 49 bài kinh đó,
Thầy đã đưa vào các bài kinh dạy về tình yêu và hôn nhân, cụ thể như là kinh Bảy Loại Vợ, kinh Người Vợ Lý Tưởng, kinh Thiện Sinh dạy về các mối tương quan gia đình và xã hội, bao gồm cha mẹ và con cái, vợ và chồng, bà con huyết thống, thầy cô giáo và học trò, chủ lao động, người hợp tác lao động, nhà tôn giáo và tín đồ, và một số bài kinh khác. Mục đích của việc chọn lựa các bài kinh này đưa vào nghi thức đọc tụng là nhằm giúp cho Phật tử tại gia hiểu rõ đây là thức ăn hàng ngày của mình. Và Đức Phật rất thương người tại gia bằng cách cung cấp cho các thực đơn với là chế độ thực dưỡng rất là cao, tức là mang lại chất lượng hạnh phúc cho người tại gia. Tiết thai đó là 20 thế kỷ qua đó, khi hành đạo thì các tăng ni đó, do ảnh hưởng từ các pháp môn của Trung Quốc, hầu như là bỏ rơi và không quan tâm về những bài kinh này. Thì thực ra thì đó là những bài kinh cho tại gia, nhưng mà người xuất gia thì phải giảng đạo, chia sẻ Phật pháp để hướng dẫn lối sống, cách sống, như là cách sống hạnh phúc và bình an với lý tưởng cao quý. Và do đó nhiều người Phật tử còn ngộ nhận rằng đó, trong chùa là không được đề cập đến tình yêu hôn nhân, tu sĩ thì không tình yêu không hôn nhân, còn người tại gia Đức Phật vẫn cho sinh hoạt giới tính miễn là chung thủy một vợ một chồng, thì đó là điều đạo đức thứ ba của người tại gia nữa mà. Cho nên chúng ta phải làm quen với văn hóa lễ cưới tại chùa để trong ngày vui của người thân và cụ thể là con cháu không có sinh vật nào bị giết, không có rượu được uống say sưa, tất cả rất là tỉnh táo, rồi nghe kinh Phật dạy về hôn nhân, nghe các thầy dạy về hạnh phúc thì lợi ích cho gia đình, và nhất là làm lễ trước sự chứng minh của Phật đó, thì tính thiêng liêng nó cao và giúp cho vợ chồng đó không có quan trọng quá, việc nhỏ xếp thành to, việc to xếp thành lớn nữa, rồi cuối cùng rồi đó ly thân và ly dị. Cho nên phải quyết định hướng dẫn con cháu không lấy người khác tôn giáo. Còn trong trường hợp mà nó lỡ như thế đó thì phải giữ được đạo mình là đạo Phật. Tại vì các tôn giáo khác đó, người ta o ép ghê gớm lắm, bắt phải bỏ đạo thì mới được tiến hành hôn nhân. Còn mình là người Phật tử đó thì không nên bỏ đạo, vì không có tôn giáo nào bằng được đạo Phật đâu. Mình bỏ giá trị cao quý để lấy những giá trị bình thường hơn đó là một sự lỗ lã và không thông minh. Điều cuối cùng á, thì nhắc quý vị muốn tu Phật có kết quả tốt đó, thì chúng ta phải học Phật một cách tương đối. Thì để học Phật tương đối đó, thì lát nữa thầy sẽ gửi tặng cho mỗi người cái quyển kinh Phật cho người tại gia. Thì quyển này gồm 1000 trang, có 63 bài, chia làm 5 nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới; các kinh dạy về triết học Phật giáo; các kinh dạy về phương pháp thiền và cách thức vượt qua khổ đau; rồi các kinh về tịnh độ. Thì đọc 1000 trang, mỗi ngày đọc khoảng chừng 10 trang thôi, quý vị sẽ nắm được nền tảng chân lý Phật dành cho người tại gia. Còn các nghi thức tại các chùa đó chủ yếu là nghi thức tịnh độ, chỉ có kinh Phổ Môn Dược Sư dành cho cầu an, rồi kinh A Di Đà
kinh Địa Tạng, kinh Du Lan và Đức Cầu Siêu, Hồng Danh Sám Pháp, Từ Bi Tỷ Sám, Lương Hoàng Sám, vân vân đó, dành cho người có tội. Như vậy chung quy lại đó, nghi thức đó đó thiên đàng và tín ngưỡng dành cho người già, bệnh, hấp hối, chết và có tội. Còn các thành phần thành đạt trong xã hội đó vốn rất được Đức Phật quan tâm, như là giới chính trị bao gồm nguyên thủ quốc gia, với doanh nhân vận hành kinh tế của đất nước, giới trí thức trong mọi lĩnh vực ngành nghề. Các nghi thức này đó hầu như không có quan tâm đến. Còn cái quyển Kinh Phật của người tại gia đó, nếu quý vị chịu khó đọc hoặc là tụng càng tốt, thì hầu như ở lĩnh vực nào Đức Phật cũng đề cập đến và giúp cho chúng ta hiểu sâu, thực hành tốt, có kết quả an vui. Cho nên chịu khó đọc và nghiền ngẫm, chứ đừng có đọc cái cầu phúc. Đọc kinh thì không có phúc, đọc kinh thì có được trí tuệ. Muốn có phúc thì phải gieo trồng giống phúc. Giống phúc thì phải phát tâm bố thí, cúng dường, cứu đề, giúp người, làm công việc đó bằng tinh thần vô ngã và dĩ tha. Thì muốn có lợi phúc nào, chúng ta phải gieo đúng hạt giống của phúc đó, chăm sóc, bón phân, tưới nước, dung bồi, không có gián đoạn, thì đủ 5 tháng ngày giờ thế, nhân lành đó với tác động của duyên thuận đó đó mới có được cái kết quả đó, chứ không phải cầu là được. Nếu cầu là được thì Đức Phật đâu có giảng chân lý làm gì, không ạ? Giảng chân lý thì hướng dẫn nhân quả, phương pháp tu. Phương pháp tu thì phải cụ thể, phải hiểu đúng, làm đúng thì mới có kết quả đúng được. Thì ngày hôm nay quý vị ở xa đến, thì thầy nhắc nhở 3 điều: cố gắng sống tốt, học Phật tốt, tu Phật tốt, và dẫn dắt người thân, dẫn dắt bạn bè cũng tốt luôn. Và phát nguyện với Đức Phật, thay vì đó cầu độ chúng sanh nó mênh mông lắm, Đức Phật độ còn chưa hết chúng sanh đó, mình làm gì mà độ hết được. Mỗi tháng quý vị phát nguyện độ một người thôi, dẫn dắt một người làm Phật tử. Ai khá thì mỗi tháng độ được 2 người, 3 người, 4 người. Bỏ quên cái câu mà độ tất cả chúng sanh đi, đó là mơ hồ. Ở lúc mình phát nguyện ở đầu môi trót lưỡi thôi, chứ làm được bao nhiêu đâu. Bây giờ phải làm cụ thể, dẫn dắt cụ thể từng người một, thì có được người nào đó là ban phúc lành cho người đó. Chúc tất cả được an lành.